Rồi. Tiếp tục ở bên đây của Đạt thì đây mình cũng sẽ thấy nó sẽ cũng có những cái tính năng của thằng tên tên list đúng không, tên new form đó. Ok, Đạt thì sẽ làm về phần là friend, friend list với friend new form. Thì đầu tiên mình sẽ đi sơ qua về về cái mà những cái mà mình sẽ lưu ý khi mình mở sụp chung cho mọi người. Đối với thằng app á, đối với những cái thằng package là mọi người, về phần package đó, nếu như đúng á, mình sẽ rất là hạn chế để thay đổi những thứ mà nó nằm ở trong cái package lock này. Tại vì mọi người biết rồi, cái package lock á, mục đích của nó là để lock cái package đó tại một cái version nhất định. Có nghĩa là mọi người biết á, là một cái package đi đúng không? Cái danh lock á, cái danh lock là package lock á. Ví dụ như ở một cái thằng, ví dụ như mình xài cái thằng React Router đi. Thì React Router của nó đang là phiên bản 6.0. Thì mục đích mình package lock đó là để cho nó chốt cái package của mình, nó bắt buộc nó phải ở version đó thì mình run nó mới không có thay đổi. Vì vậy á, những cái mà mình liên quan đến á, cái trường hợp nào mà mình sẽ thay đổi, mình nó sẽ có thay đổi trong những cái file package này. Thứ nhất đó là cái trường hợp mình thêm package mới mọi người. Ví dụ như là mọi người biết là mình đang làm đúng không, mình cần một cái thư viện mới thì lúc đó mình phải hack package vào. Thì lúc mình hack package vào chắc chắn 100% mình phải thay đổi package lock đúng không mọi người, hoặc là danh lock. Còn như nếu như bình thường, nếu như bình thường mình làm thì sẽ không có việc gì mà mình sẽ động tới những cái file package hoặc là package lock này. Tại vì trong đây vô tình thì nó có thể là Yum install hoặc là Yum mình run một cái install package nào đó nó nhầm thì nó sẽ có những cái install này nó sẽ thay đổi cái package lock cho mình. Nhưng mà khi mình lúc mà mình xong á, mình có thể declare change á, mình reject hoàn toàn những cái change liên quan đến package và package lock này luôn nha mọi người. Đó, đó sẽ là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai á, là giống như Huy nói hôm trước á, là nếu như mà mọi người làm tính năng á, thì mọi người phải chắc chắn một điều á, là cái tính năng mình làm á, nó sẽ không đá động gì tới bất kỳ cái tính năng của những cái bạn khác. Đó, ví dụ như đơn giản như mình làm product thì mình sẽ chú tâm hoàn toàn đến product. Đó, ví dụ trong trường hợp này, ví dụ như product new form này, product create này, index.js này, đó là rõ ràng là đang trường hợp này không đá động tới ai hết nè. Đó, ví dụ như trong trường hợp mình làm những cái thì ở đây á, hình như cái phần mọt này, cái này của Quang Huy, là Quang Huy làm nó list cái brand ra rồi cái nó Huy thêm vào cái product new form luôn đúng không Huy? Brand Huy đang không thấy trong đây. Ok. Trong đây á, trong cái trường hợp này á, thì mọi người sẽ bắt gặp một cái nữa và mọi người sẽ biết được rằng á, đó là lý do vì sao trong những cái project lớn của mình, task nó được phân ra rất là nhỏ. Và hầu như cái task của mọi người nó chỉ nằm vỏn vẹn trong ví dụ như là nửa ngày hoặc là một ngày thôi. Có nghĩa là cái task, có nghĩa là nó phân ra từng cái task đó mọi người rất là nhỏ. Cái scope của task càng nhỏ thì càng tốt. Mọi người biết vì sao không? Nhưng mà cái task càng nhỏ thì cái số lượng file mọi người thay đổi càng ít và mọi người mệt vào á, chắc chắn 100% nó sẽ không ảnh hưởng. Tôi ví dụ như ở bên đây đi, cái task của mọi người là mọi người tạo cái product new form thì giống như vừa nhìn vào là đây nè mọi người biết nè, chắc chắn ở đây nó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ bạn nào, cho dù cái bạn nó làm bên brand đi nữa. Có thể mình nhìn trong đây nè, à, đây chỉ thay đổi về product nè, đó thì nó sẽ không gây conflict đối với các bạn làm bên brand đúng không? Đó, còn ví dụ như bên đây là mình đang làm đúng yêu cầu, có nghĩa là mình làm friend list nè, mình làm friend create nè, đồng thời lúc đó mình tích hợp luôn tính năng vào, có nghĩa là mình tích hợp luôn cái list đó vào cái product new form đó, thì cái này là đang làm đúng quy trình. Nhưng mà nếu như mà đúng quy trình như vậy các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy là cái này là Huy đang đưa ví dụ cho các bạn á, là khi mình làm cái task mà cái scope nó quá lớn như vậy á thì mọi người thấy lúc mà mình consider lại mình sẽ bắt đầu mình sẽ phải xem xét một tí rằng là
giống như mọi người thấy nè, ở bên đây nó có protein form rồi, cái bắt đầu mình nhớ lại à, không biết là cái protein form này cái tính năng bên kia các bạn nó làm nó có ok chưa, và cái protein form này không biết là nó có bạn bạn khác có thay đổi cái gì protein form này không. Lúc đó mình lại phải phải suy nghĩ thêm những cái về phía bên mình đó, còn ví dụ như cái task của mình mà cái trend mình nó mà nó mới được tách ra từng cái scope nhỏ thôi đó mọi người, ví dụ như đơn thuần đi, không phải là brand lead, brand lead hoặc là brand create, và đơn thuần chỉ là duy nhất một cái là brand lead thôi đó, thì lúc đó cái số lượng file mình thay đổi nó cực kỳ nhỏ, và lúc đó mình có thể finish cái task của mình đó trong vòng nửa ngày, và mình có thể mở cái task đó trong vòng nửa ngày, đó là cái lúc mình đi làm đấy nha mọi người đó. Còn vì vì bây giờ hiện tại là tại vì mọi người biết rồi, cái buổi học của mình nó cách nhau 2 buổi nên không thể nào mà mình làm cái số lượng tóc nó nhỏ quá. Vậy thì bây giờ chắc Huy sẽ check out qua từng cái brand rồi Huy lên thử đây. Huy lên thử để cái thấy những cái của mọi người làm ha. Về đến cái cầu của Huy nó bị gì hay gì Huy không phát được. Rồi, ví dụ như đầu tiên đây thấy nè, cái pen pen của Vũ nè. Rồi, mình sẽ check out qua mình xem thử. Rồi, ok, đây mình sẽ xem những cái tính năng trong đây. Trong đây nó sẽ liên quan đến product new form và product create đúng không? Tuần trước thì mình sẽ chưa có, mình chỉ có product list thôi đúng không mọi người? Và mình chưa có product create. Đó, thì đây nè mình thấy nè. Em lên lên xong product create đúng không? Mình có thể thử, thử nhập những cái thông tin liên quan đến product để mình test tính năng đúng không mọi người? Đó, hình như mình sẽ không có tạp. Ok. Ok. Vậy thì nếu như mà mọi người nhìn sơ qua mà mình sẽ thấy rằng là cái tính năng về Product Create trong cái feature này đã hoàn thành đúng không mọi người? Đó, bắt đầu mình có thể đi tiếp qua. Giống như Huy nói với mọi người đó là nếu như mà thật sự khi mà mình làm thật sự mọi người làm, mọi người sẽ không có bị đụng tính năng với nhau, tại vì mọi người biết rồi rất là nhiều cái tính năng và mỗi người sẽ đảm nhận một cái tính năng,
Còn trong đây á, Phi để mọi người á, mỗi người làm, các bạn làm tính năng á, có thể các bạn làm cùng với nhau á, là để cho ví dụ như bạn này đọc lỗi này thì cái mặt request của bạn kia sẽ không gặp lỗi đó, để các bạn có thể nhìn ra được, có cái nhìn tổng quát nhất về những cái tính năng mà mình làm hay là những cái lỗi liên quan đến đến Git á mọi người. Có nghĩa là Phi muốn mọi người sẽ bị lỗi liên quan đến Git, và từ đó mọi người sẽ tránh được những cái lỗi đó khi mà mọi người tham gia dự án, hoặc là mọi người có lúc mà mọi người phỏng vấn đó. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ như mình check out qua cái commit này mình xem thử. Thì cũng quay Huy product QA đúng không? Thì quay Huy vẫn làm về product QA. Rồi. Đang tạc lại. Của Quang Huy nè, thì Huy thấy ở đây có về friend nè. À, nhưng khi mình click vào friend list thì nó bị lỗi nha. Rồi. Cái này Quang Huy làm có test chưa? Đèn. Còn đất cười ai? Đây, trong trường hợp này mình thấy nha, mình tích thử lại brand list. Đây, brand list nó đang bị lỗi. Khách xem. Khách xem value các kiểu thì mình có thể đoán được là nó 90% là nó dính tới router đúng không mọi người? Đó. Ok, tạm thời một cái này đây, mình back lại của mình đây. Rồi, mình sẽ test create. Đây, create ok nè, ví dụ như new. New. Description, create. Ok, create xong, nó qua cái list thì nó sẽ bị lỗi của cái list, là tại vì đây mọi người thấy nè, cái list đây thì nó chắc là nó sẽ liên quan đến cái tắc tắc. Mình sẽ quay lại với cái phần này sau, mình sẽ test những cái tính năng nào liên quan đến đến cái code của mình hiện tại. Product create. Đây, product create thì Quang Huy cũng làm cái Huy remove cái một cái file ở dưới đây giống như cái yêu cầu tuần trước. Và wow. Rồi, ok. Đấy. Đấy mọi người thấy nè, đây là một cái tính năng nữa, là đây Quang Huy làm vừa brand list create và đồng thời là làm luôn cái create product. Đó. Tiếp tục mình đi qua một cái khác để mình nhìn đây của mình đúng không? Nó có cái câu gì ta, cái câu cái meme gì anh thấy vui lắm, it work on my machine á, cái gì it work on my ok, có cái meme này nè. It work on my machine. And we ship your machine. Là đây là cái cách mà Huy vô tình là cái mà Huy nói về Docker với mọi người hôm trước đó. Có nghĩa là khi mà mọi người đã đóng gói thành Docker rồi đó, thì mọi người sẽ không quan tâm gì đến nó hết. Có nghĩa là khi mà cái Docker image của mọi người chạy được ở máy này, thì chắc chắn cái đó nó sẽ chạy được đúng ở bên máy khác. Mình sẽ đi qua cái request của mình nha. Đây.
Rồi, về trend, mình đây mình nhìn đây cái trend list mọi người thấy nè. Rồi ok, nó list ra được cái trend hiện tại. Rồi QA nó cũng rao tin qua màn hình QA. Product QA. Rồi ok. Ok, mình thử cười ai. Ok, cười ai xong, hết rồi. Đó, đây là những cái tính năng của mình đã implement. Tiếp tục, mình đi sơ qua mình nhìn cái của đẹp này. Product Ok, lead QA. Ok, tầng 8 trend, có tới mình 7 trend. Thì Huy thấy về cái nãy giờ, về cái phần mà các bạn implement những cái tính năng mới, đặc biệt là các phần trend này, đó thì mọi người đã biết cách làm hết rồi. Có nghĩa là khi mà mọi người implement cái trend này, thì hầu như mọi người phải coi hầu như toàn bộ đó rồi, đúng không mọi người? Có nghĩa là nó sẽ không có những cái gì dính dáng đến những cái cửa hết, và mọi người muốn cái brand này hoạt động được thì mọi người phải thêm, thứ nhất là routing, thứ hai là những cái liên quan đến redirect của nó, ví dụ như là phía dưới này, ví dụ redirect thì mọi người phải thêm những cái action liên quan cho cái thằng brand này đó. Thì bây giờ ví dụ như trong đây mình đang cần cái tính on brand, đúng không mọi người? Thì ở đây ví dụ như mình có phải lấy được cái nào để mình mở cái tên này vào đó. Thì bây giờ mình vào đây, rồi đất nước con rồi dù bên đây rồi đất nên thì bây giờ ví dụ về cái tính năng fan đi, thì lúc này á ví dụ như với vai trò là một cái anh review đó, thì cái anh thấy đó là ok, cái tính năng này team phát triển ok, và em thấy á cái tính năng nó phát triển, nhưng mà mình sẽ phải cần lược bỏ đi những cái một số cái mà có lỗi như không cần thiết và nó có thể ảnh hưởng đến team khác, thì cái hướng xử lý lúc đó sẽ như thế nào mọi người? Thì sẽ đứng tại cái fan này nè, mọi người thấy nè, cái vị trí này á là cái vị trí mà mình Huy vừa put cái product hôm trước, đúng không mọi người? Thì từ cái này tới cái commit này thì nó mới thay đổi những cái file như vậy đó. Thì bây giờ có một cách để mình làm như vậy, thì ví dụ như bây giờ từ cái brand feature này, đúng không, từ cái brand feature này nè mọi người, nó Huy có thể tạo một cái brand mới
Ví dụ như là Huy cần lấy tính năng đó đây, Huy sẽ tạo là thành hot fix đó, và Huy cần lấy cái tính năng pen đây, thì Huy có thể đặt tên cho nó là cái pen với hẹn đó. Cái hot fix này Huy mới check ngược về đây, Huy mới reset những cái thứ đó ngược về đây. Thì nếu như mà Huy reset về đây á, thì lúc này á cái chuyện gì sẽ xảy ra mọi người? Toàn bộ những cái thay đổi của cái commit mà của mình á, nó sẽ nằm đây hết, có nghĩa là toàn bộ những cái mà nó chưa thay đổi. Thì lúc này Huy mới lấy những cái cần thiết thôi, ví dụ như đây nè, đây là friend đúng không, đó friend nè, những cái liên quan đến đến friend nè, đây ví dụ như đây thêm thằng friend đúng không, đó ở đây có thể thêm thằng product VA đi đó, ok mình lấy thêm thằng product VA tại đây cũng được đó, mọi người thấy nào, thêm cái friend nè đó. Group producer thì bắt buộc phải in vào thêm thằng friend đúng không mọi người, đó đấy, like thì có thằng friend đó. Chắc chắn rồi, cái dashboard thì phải lấy thằng pen từ ai với pen list đúng không mọi người, đó sai ba còn thì bắt buộc phải bỏ thêm thằng pen vô rồi đó, mình nhìn ở trên đây xem mình cần lấy cái gì ở trên đây không. Nếu như mà mình nhìn mình cảm giác mình không lấy gì ở đây đúng không, đó thì đầu tiên cái hướng xử lý tiếp theo của mình là mình commit lại, mình commit lại cái này để mình giữ những file này đó, tiếp tục mình commit cái đống này lại để mình chắc chắn file mình không không mất. Rồi sau khi mình commit xong, mình check out lại cái commit này, có nghĩa là mình quay về mình đứng tại cái commit này mọi người. Thì lúc này mọi người thấy là những cái thay đổi của mình nè, chỉ là những cái thay đổi liên quan đến những cái file mình lấy thôi nè, text nè, index nè, pen reducer, pen list, pen từ A với file 3 nè đúng không mọi người. Khi mà mình lên trên đây nữa nó mới thay đổi thêm những file kia đó, còn mình đang check out về đây thì chứng tỏ là mình đang đứng ngay tại vị trí này đó. Bây giờ bắt đầu mình, khi mà mình đứng rồi, bây giờ bắt đầu mình mới gian tạc tới đây, nghe lập tức mọi người thấy nè, nó báo gì mọi người, nó báo mình thiếu đúng không, thiếu cái brand new form đúng không, đó thì ngay lập tức lúc này mình gặp lỗi đúng không, thì mình mọi người thấy là mình đã cộng biết cái này ở trên rồi nè đó, mình gặp lỗi rồi thì bây giờ mình hoàn toàn mình có thể, đầu tiên mình phải check out lại ngay cái brand của mình trước đây, hot fit đó. Khi mình check out này lại là cái brand hot fit mình là cái nó đã thay đổi toàn bộ cái này nè mọi người đó, tới đây nè, thì bây giờ mình mới reset lại tại vị trí này tiếp đó. Thì mọi người thấy nè, reset ở đây á thì nó sẽ hiển thị lại y như những cái lúc nãy mà mình thấy của cái thằng mà mình nói là mình commit vào để mà cho nó không mất á đó. Đó thì bây giờ bắt đầu mình sẽ lấy tiếp đó, à mình lấy cái thằng new form nè đó. Ok, sau khi lấy thằng new form xong, mình lấy commit add new form đó để cho nó không lỗi, và tiếp tục những thằng này mình lại làm cái action giống như nãy, mình tạo vào mình lưu mình to nó lại để cho nó không mất đó. Rồi và mình qua đây, cái này là comment nè mọi người thấy nè, sau khi commit thì một đống những file mình giữ để không mất nè đó, mình lại làm gì mọi người, mình lại check out về cái thằng new form này đó. Thì lúc này mọi người thấy nè, mình lấy được cái thêm cái file trên new form nè mọi người đó, mọi người hiểu cái action của mình đang làm không đó, mục đích đó, nếu như mà mọi người nếu như mà mọi người commit một lượt thì mọi người sẽ lấy toàn bộ những file, còn bây giờ mình đang làm cái hành động là mình lấy những file cần thiết thôi. Và trong lúc mình lấy file cần thiết thì có phải mình sẽ bị lỗi, thì bắt buộc mình phải giữ những cái file mà mình thay đổi ở cái commit mới nhất này, để khi mình cần cái gì đó thì mình check out về ngược về lại, mình reset ngược về lại và mình lấy file đó. Đó mọi người thấy nè, đó nãy mình reset về đây và mình lấy thêm một file tên new form mọi người đó, bây giờ mọi người thấy nè, đó của mình hết lỗi này nè, tiếp thì anh mọi người thấy nè đó, cái tính năng create của mình, cái plan list của mình hoạt động hoàn hảo, và một cái điều
một cái điều đặc biệt nữa là cái ông này ổng không hề đá động gì tới cái thằng tội đất hết. Ví dụ như Phi tạo mật thì rét nha mọi người, sau khi Phi thấy cái này ổn đúng không, đó sau khi Phi thấy cái này ổn Phi check out về nó và Phi remove cái commit này, nó Phi remove cái commit này tại vì commit này là mình chỉ lưu file để nếu như có lỗi thì mình lấy đúng không mọi người, đó Phi sẽ reset về đây và Phi để scan scan toàn bộ cái này đó. Thì lúc này Huy làm được một cái câu chuyện là từ cái commit của bạn Minh, cái commit thay đổi nhiều file này, Huy chỉ lấy những file liên quan đến cái thằng Ren. Các mọi người thấy nè, đây là commit của bạn Minh đúng không? Là nó sẽ thay đổi nhiều file nè, đó và nó có thay đổi product nữa nè. Thì cái câu chuyện mà Huy làm nãy giờ là Huy chỉ lấy những file Ren, những cái thay đổi liên quan đến Ren của bạn Minh liên qua đây thôi. Đó, người thấy. Đó là Huy thấy nè. Đó, C3, Create, Ren, Index, và Huy lấy thêm cái Ren vào. Đó, sau khi xong á, thì Huy bút lên và Huy tạo một request vào thôi. Rồi, và sau khi xong, thì Huy cái mật request này thì mọi người đã thấy sau khi approve cái mật request thì lúc này như thế nào mọi người, trong cái development của mình sẽ có tính năng là gì mọi người, sẽ có tính năng là trend đúng không mọi người, đó mà lúc này nó mới có một cái câu chuyện xảy ra nè mọi người, lúc này nó mới có một cái câu chuyện xảy ra nè. Ví dụ mình vào lại một cái nào đó này mọi người thấy nè, lập tức á mọi người vào một vài cái một request mọi người sẽ thấy conflict này, tại vì sao conflict mọi người, tại vì nó sẽ code mình sẽ cùng thay đổi những file đúng không, ví dụ như file routing nè à. Mình làm tên thì mình sẽ thay đổi trong routing đúng không mọi người, đó thì cái một request của bạn này cũng thay đổi routing, rồi cái mật request vừa vào á nó cũng thay đổi đâu tính thì buồn vậy đó, thì lúc này tất nhiên là nó sẽ bị dính cái conflict đó rồi đúng không mọi người, tại vì nè mọi người thấy nè đây là những thay đổi của nó nè, đây nè round nè group nè index nè nè đó, và trong cái mật request nó cũng có thay đổi đó thì chắc chắn cái câu chuyện conflict nó sẽ xảy ra đó. Tiếp tục mình sẽ lướt qua xem nó mình cần lấy cái tính năng nào, thì trong trường hợp này á thấy nè mục đích create nè đó, ví dụ như đây nè mọi người thấy nè của Quang Huy đây nó cũng bị lỗi nè đó, thì mình ví dụ như trường hợp này Huy sẽ check out qua của Quang Huy và Huy xử lý ví dụ như tại đây Huy muốn lấy những cái liên quan đến product create thôi, tại vì Quang Huy làm product create rồi đó và Huy muốn lấy product create thôi, thì lúc này Huy đã làm cái câu chuyện gì mọi người, từ đây topic product create chẳng hạn, rồi sau khi ra đây xong mọi người thấy nè đây là cái commit từ master nè đó, thì lúc này Huy qua đây đó Huy sẽ reset toàn bộ về đây đó, thì khi reset xong mọi người thấy toàn bộ những cái file này nè là những file mà Quang Huy làm nè đó, toàn bộ những cái này là những cái mà Quang Huy làm nè đó, thì bây giờ Huy sẽ xem mình cần lấy cái nào, chắc chắn là phải lấy product rồi đúng không đó. Mình sẽ không cần lấy những cái frame này tại vì frame mình mở rồi nè đó, create product rất quyền anh này, cái tay rồi rất quyền anh mình cũng chưa có nè đó, mình phải lấy rồi rất quyền anh
Ok, tạm thời mình lấy hai thằng này đó để mình xem thử xem nó có gì tính năng tụi ấy nó hoạt động ok chưa. Đó, commit. Sau khi commit xong, commit tiếp những thằng này để mình giữ file nó lại. Rồi, và mình về đây, mình check out commit mình về đây. Đó. Bây giờ mình đặt lên để mình test cái tính năng create. Product create. Rồi, create nó báo not found, chứng tỏ là nó mình chưa có thay đổi trong cái file routing. Lúc này, mình có thấy qua lúc này. Đây nè mọi người, product nè, new product nè, product new đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này thì mình đâu mọi người. À, đây, hình như đây là nó sẽ qua product và nó qua QA thì phải. Mình qua cái tay ba còn tích. Đây là đây nè mọi người, new product trong tay ba thì lại chỗ qua create nè. Thì lúc này nó sẽ có hai hướng để mình xử lý. Thứ nhất là mình sẽ lấy cái tay ba còn tích ở trong đây. Này, mọi người thấy nè, tay ba còn tích ở trong đây thì là create, và mọi người thấy cái routing nè, routing của index của routing nè, thì mọi người thấy nè, create product thì ở đây nó lại lấy cái cách là new. Huy đang hơi đây khoan, đây là new đúng không, đây là new nhưng mà trong tay ba còn thích. Khi nhìn một tí Huy sẽ check out về đây, check out về commit này. Để nó comply lại. Vào đây product create, đây thì sẽ là product đẹp, product đẹp new đúng không, đẹp product đẹp clip rồi. Ok thì mình sẽ check out về lại đây đó, và mình xem trên đây nó có thay đổi cái gì. Khách này không thay đổi nè, khách là chỉ liên quan đến trend nè, index nè. Trong đây á, cái thay đổi lúc nãy mà mình mở á, thì không chắc là nó sẽ có cái những cái liên quan đến product đúng không mọi người? Này, ví dụ này mọi người thấy nè, chỉ có product list nè. Đâu hề có những cái thằng nào liên quan đến product create đúng không mọi người? Đó thì lúc này mình sẽ, mọi người thấy nè, đó cái hiện tại của mình chỉ có một nick nè. Đó. Vì vậy sẽ có một hướng xử lý là mình sẽ lấy thêm cái context routing. Đó. Thì bây giờ mình sẽ làm gì mọi người? Y chang như lúc nãy. Đó, mình check out về đây trước. Rồi mình reset cái tên của mình về đây. Sau khi reset toàn bộ những cái file nó thay đổi tới đây. Đó, và bây giờ mình sẽ chỉ việc lấy cái file index thôi, lấy cái file index này. Nhưng mà file index mọi người thấy nè, nó nhiều thứ quá, nó nhiều từ đất list nè, từ đất create, và nó lấy luôn cái gen nè, trong khi cái gen lúc nãy là mình đã có lấy ở bên kia rồi đúng không? Đó thì bây giờ mình sẽ chọn cách đó là mình có thể lấy tay thôi, mình có thể commit tay thôi, mình copy duy nhất một cái new từ đất đó. Hoặc là bây giờ mình lấy file đó nhưng mà mình xóa những thứ liên quan, mình xóa những thứ liên quan đến cái thằng thằng fan chẳng hạn. Đó thì lúc này bây giờ Huy sẽ chọn cái phương pháp là mình có thể thêm cây vào đi. Đó. Còn đất lý đúng không? New. Đó lúc này là nó đã có thay đổi rồi. Đó thì mình sẽ không thay đổi những thứ liên quan đến thằng fan list và fan create. Đó. Đây nè. Đó. Rồi, tương tự cái thằng pen ở phía dưới.
Huy bạc lại. Rồi, tiếp tục Huy sẽ tạo toàn bộ cái này, commit những cái này. Đó, cái này thì mình sẽ để lưu những cái đó và mình hãy check out về cái commit thì của mình. Đó. Và lúc này reload lại thử. Product nè. Create. Bật, mọi người thấy. Product create hoạt động hoàn hảo. Đó, giờ vô đây. Hoàn hảo đúng không mọi người? Đó. Mình sẽ xem mình sẽ cần lấy những cái gì trong thêm trong vị đất nữa không? Và hầu như là không cần gì hết. Thì lúc này mình sẽ check out lại đây. Mình sẽ check out về cái fix của mình trước. Rồi, mình reset về đây. Và mình bỏ toàn bộ những cái thay đổi này. Rồi, lúc này Huy mới làm gì mọi người? Huy lại bút lên. Và Huy tạo một request. Nhưng lúc này á, nó sẽ có một cái câu chuyện xảy ra khi Huy tạo một request. Là Huy sẽ làm cho mọi người thấy. Nè, mọi người thấy lập tức nó sẽ báo conflict. Tại vì như thế nào mọi người? Tại vì cái conflict của cách định nghĩa lúc nãy là mình thay đổi trong cái routing index, trong khi đó cái thằng này mình cũng thay đổi trong routing index. Lúc nãy cái thằng friend đó mọi người, mình thay đổi routing index rồi cái thằng này mình cũng thay đổi như vậy. Thì bây giờ một mình phải đi resolve conflict. Nè, mọi người thấy nào, đây thấy không, rõ ràng luôn này, đó nó sẽ bị thay đổi trong đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xử lý. Ví dụ như trong đây mình sẽ, hoặc là mình sẽ resolve cái config này ở dưới local cho nó dễ 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 nhìn. Edit inline đây đi. Đây nè mọi người thấy nè, đó nó báo là conflict ở đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xóa những cái dòng này. Đó, ở đây đó mình sẽ lấy nè friend list nè, friend create, product list nè, đó. Và mọi người thấy nè, đó ở dưới đây nó lấy là mọi người đó, tại vì á mình có phải là có những cái khoảng trống, mọi người thấy nè, những cái dòng cái khoảng trống này nó cũng sẽ tính là mình đã thay đổi file đúng không mọi người? Đó, đó. Product list, product create này. Mọi người thấy nè, nó bị đè cái product create này mọi người. Đó, nó bị đè product list này. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy, mình sẽ xóa bớt. Rồi, khi mà mình như vậy thì chứng tỏ là mình đã resolve xong toàn bộ. Mình bắt đầu tập luôn. Đó, thì lúc này status là ok nè, và để mình chắc chắn luôn thì mình sẽ phải pull nó về đó. Nào mọi người thấy nè, pull về nè, pull về thì nó có cái mọi người cái vừa fit nè đó, cái mà mình làm để mà mình đây nè hot fit nè mọi người đó. Bây giờ mình run lại để xem ở dưới này có lỗi không, tại sao khi mình hot fit xong nó vẫn không có lỗi gì nè. Đó, thì bây giờ ngay tại lúc này tại vị trí này thì bây giờ bắt đầu mới approve cái mọc request. Và mọi người thấy là gì? Sau những động tác mình làm nãy giờ thì bây giờ mình đã có một cái suite hoàn hảo ở bên development. Đây, mình check out ở development nha. Thì luôn các bạn. Thì lúc này development của mình
đã chứa toàn bộ những cái tính năng của mọi người làm. Đầu tiên mọi người thấy từ đầu mình làm gì, mọi người build nè, build create nè, tiếp tục product build create nè, và tiếp tục brand build create. Đó. Mọi người thấy không? Đây sẽ là cách mà mọi người làm cùng với nhau dự án đó mọi người. Đó. Mọi người thắc mắc gì những cái hành động mình làm nãy giờ không?